Các nhà khoa học chứng minh điều này. Chúng ta tin hiện tượng vật chất là từ ý niệm sanh ra. Thế nên bản chất của vật chất là ý niệm. Ý niệm chúng ta đương nhiên ảnh hưởng hiện tượng vật chất. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổ người Nhật đã nói rõ một phần đạo lý này. Vì thế chúng ta khởi tâm động niệm, không những ảnh hưởng hữu tình chúng sanh, đồng thời ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng đến cây cỏ, hoa lá, sơn hà, đại địa. Ý niệm chúng ta thiện thì tất cả đều thiện. Chúng tôi 10 năm lại đây trồng trọt rau quả, những kinh nghiệm này nói rõ hoa cỏ cây lá có linh tánh, có thể câu thông với chúng ta. Chúng tôi thiện tâm thiện ý đối đãi nó, quan tâm nó, tôn trọng nó. Chúng tôi gọi cây cỏ hoa lá là chúng linh Bồ Tát. Chúng tôi gọi sơn hà đại địa là vi trần Bồ Tát, tôn trọng nó. Chúng tôi trồng những rau quả này sinh trưởng rất tốt, không cần dùng thuốc trừ sâu, không cần dùng phân bón. Chúng tôi ở Âu Châu thí nghiệm 10 năm rồi, mỗi năm thu hoạch rất nhiều. Chúng tôi trồng cây ăn quả có hơn 30 loại. Chúng tôi câu thông với chim chóc, chỉ định mấy gốc cây cung cấp cho những chim chóc Bồ Tát này. Không chỉ định thì chúng tuyệt đối không ăn. Chúng rất giữ chữ tín. Vì thế, chim chóc, sâu bọ, cây cỏ, hoa lá ở đây đều có linh tánh, tất cả đều có thể câu thông. Ý niệm chúng ta bất thiện đối với nó sẽ mang đến tai họa. Vì thế, khiến chúng ta nghĩ đến trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói tham lam của chúng ta, ý niệm này sẽ chịu cảm lấy thủy tai. Thủy tai từ đâu đến? Từ tham lam. Hỏa tai, núi lửa bộc phát, nhiệt độ địa cầu tăng cao là do sân nhuế chiêu cảm, sân giận quá nhiều. Phong tai do ngu si chiêu cảm ra, ngạo mạn sẽ chiêu cảm lấy động đất. Ngu si càng đáng sợ. Si là phong tai, ở sau còn có nghi. Sao tham sân si còn có ngạo mạn hoài nghi? Ngạo mạn là động đất, nghi khiến cho sơn hà đại địa rời rạc, không kiên cố. Núi sẽ sập xuống, đại địa sẽ chìm xuống đáy biển. Chúng có liên quan đến ý niệm. Điều này được các nhà khoa học thời cận đại phát hiện. Nó giống với Phật Pháp đã nói. Như vậy, Phật Pháp nói không phải là mê tín. Có thể giải quyết vấn đề được không? Có thể. Chỉ cần chúng ta đoạn tận tham sân si mạn nghi, thì thế gian này tất cả những thiên tai trên địa cầu đều không có. Cho nên
Hiện nay chúng ta đã biết không có gì gọi là thiên tai tự nhiên. Không phải, tất cả đều là do lòng người chiêu cảm ra. Ngày nay chúng ta hoài nghi đối với giáo huấn của Thánh Hiền. Hoài nghi truyền thống văn hóa, hoài nghi chư Phật Bồ Tát, hoài nghi tôn giáo, thậm chí đối với cha mẹ cũng hoài nghi, vợ chồng nghi ngờ nhau. Thế gian này không có gì đáng tin cả, thậm chí hoài nghi cả chính mình, niệm trước và niệm sau không giống nhau. Núi sẽ đổ xuống, đất sẽ chìm sâu, năng lực miễn dịch của mình hoàn toàn không có. Những bệnh tật đơn giản thường bị cảm nhiễm. Đây là do nguyên nhân gì? Chính là do hoài nghi. Vì thế thánh giáo, giáo huấn của thánh nhân trong thế xuất thế gian, điều đầu tiên là nói về tính, tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Khi tin, điều đầu tiên là tin chính mình. Trong yếu giải, Ngẫu Ích đại sư nói về tính nguyện hành. Tính là nói đến sáu điều. Điều đầu tiên là tin chính mình, thứ hai mới là tin Đức Thế Tôn, tin Phật A Di Đà. Thứ ba là tin lý, tin sự, tin nhân, tin quả. Ngày nay những thứ này rất hữu dụng, chúng ta lại không cần. Hoài nghi nên không cần. Dùng phương pháp vật lý để giải quyết, phương pháp vật lý giải quyết không được, đến cuối cùng thế giới này nổ tung. Các nhà khoa học đều biết, 5-6 vạn năm về trước, trên địa cầu khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt. Có A Đạt Lan Đệ Tư, nguồn năng lượng của họ lấy từ thái không, không có ô nhiễm. Khoa học tiến bộ, đây cũng là không tin tưởng đối với truyền thống, không tin tưởng các bậc thánh hiền, không tin đối với tôn giáo. Sau cùng mảnh đất này chìm sâu vào lòng đất. Điều này phương Tây rất nhiều người biết. Nam mô A
Yeah.